Mùa khô năm 1983-1984, hầu hết các mặt trận trên chiến trường ta đều lập lờ những biến động khác thường của địch. Bọn Pol Pot và quan thầy của chúng đột nhiên chuyển trạng thái, tìm cách lẩn tránh cuộc đối đầu lớn và trực diện với quân tình nguyện Việt Nam. Chúng liều lĩnh luồn sâu vào hậu phương Campuchia bằng chiến thuật phục và tập kích. Khmer Đỏ tổ chức những trận đánh quy mô vừa và nhỏ nhưng rất hiểm vào các mục tiêu là các đơn vị được trang bị vũ khí, khí tài, kỹ thuật cao như phòng không, radar, sân bay hay các kho tàng quan trọng như xăng dầu, đạn dược. Chúng dùng các đơn vị tinh nhuệ gắn góc và dày dạn trận mạc tấn công vào các đơn vị có phần không tiện chiến mặt đất được như anh em bộ binh của ta và trung đoàn phòng không 594 cũng không thể ngoại lệ của chúng. Ý đồ và các động thái tác chiến bất thường nói trên không thể qua mắt được lực lượng quân báo của mặt trận. Bộ Tư lệnh 479 đã đưa ra các quyết định và mệnh lệnh điều chỉnh kịp thời, hạn chế được khá nhiều sự bị động và những tổn thất về thương vong. Tuy nhiên, việc nhà binh và chiến trường thật khó vẹn toàn và không thể nói trước được điều gì, nhất là những điều hay ho. Vẫn có những tổn thất nghiêm trọng không tránh khỏi và sẽ mãi mãi đi vào lịch sử của chiến trường. Những tổn thất khắp mặt trận vẫn dồn dập theo các bức điện khẩn từ Bộ Tư lệnh 479 gửi xuống cảnh báo Trung đoàn 594. Tổng chỉ huy lực lượng phòng thủ trên không và mặt đất ở sân bay Siem Reap mà chúng tôi vẫn hay nói vui là tập đoàn cứ điểm Siem Reap. Khi được Bộ Tư lệnh mặt trận giao nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu quan trọng bậc nhất của chiến trường này. Những tổn thất nặng nề giai đoạn này đa số là bị rơi vào trận địa phục kích của địch trước những hỏa lực và cả những bãi mìn dày đặc của chúng. Cao điểm là trận phục kích của địch ở Svajec. Một quả mìn chống tăng đã thổi bay chiếc Hồng Hà lên trời cùng các sĩ quan cao cấp của mặt trận 479 và Bộ Tư lệnh 719. Đại tá Ba Công, trưởng phòng công binh 479, hy sinh tại chỗ. Danh sách thương binh gồm Thiếu tướng Tư Thanh, Tư lệnh 479. Vị tướng đeo quân hàm Đại tá Anh hùng Tạ Minh Khâm, mặt trận 779. Đại tá Ba Đạo, trưởng phòng pháo binh 479. Cùng với sự hy sinh trước đó của Thiếu tướng Tư lệnh quân đoàn 3 Nguyễn Kim Tuấn và các đại tá sư trưởng Anh hùng Vũ Tiến Đức, Trương Hồng Anh. Quả thật, chiến trường Campuchia là cái lò sát thương các sĩ quan cao cấp bậc nhất trong các cuộc chiến của quân đội nhân dân Việt Nam. Một chiến trường ác liệt và rõ ràng kẻ thù của chúng ta không phải dạng vừa. Chúng tỏ ra tiện chiến và rất nguy hiểm trong chiến thuật phục kích và tập kích chớp nhoáng tốc độ cao này. Sự xả thân hy sinh của các sĩ quan cao cấp cũng là sự hy sinh xả thân của những người lính trên khắp chiến trường gian khổ này. Và lại, vẫn không thể ngoại lệ. Trung đoàn 594 của chúng tôi cũng mất một đại đội trưởng cùng chọn tiểu đội tên lửa A-72 tại An Long Ven. Trong thời kỳ này, các anh đã bị lọt vào trận địa phục kích của kẻ thù khi đang luồn rừng theo bộ binh săn máy bay của địch. Một dàn cối treo và mìn định hướng Claymore đã băm nát họ, khiến chúng tôi chỉ có thể làm lễ truy điệu tượng trưng cho các anh và phát động căm thù cho các thê đội tiếp theo ôm tên lửa lên thay thế và trả thù cho đồng đội của mình. Cũng trong thời gian này, Trung đoàn 594 lần thứ hai bị phục kích tại Karalanh. 35 quân nhân không vũ khí trong tay di chuyển từ Bát Tam Bang về Siem Reap để ra quân và lại bị rơi vào trận địa phục kích của địch. Rất may, trung đoàn đã cảnh giác cử trung đội vệ binh theo hộ tống với đầy đủ đồ chơi của bộ binh từ AK đến RBD, B40, B41. Và các em đã ngẫu nhiên phối hợp rất máu lửa với một chốt công binh gác gần cầu của trung đoàn 548. Đánh trả quyết liệt, đẩy lùi bọn Pốt vào phung xa. Thật xúc động, có ai ngờ trận đánh cuối đời của những người lính già chuẩn bị ra quân lại là trận đầu đời của những tân binh mới ra trận và cũng như mọi trận đánh khác của đời lính. Trong trận đánh bất đắc dĩ này, chúng tôi lại mất thêm một người đồng đội trẻ, một tân binh mới rời quân trường huấn luyện ra mặt trận. Em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được trung đoàn giao và đã giữ trọn được lời hứa với các anh lính già, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các anh trở về vẹn nguyên với mẹ già và gia đình nơi quê nhà hậu phương xa xôi. Khóc không thành tiếng, sau 4 năm lăn lóc ở chiến trường, có ai ngờ những cậu lính già của chúng tôi không còn nước mắt như lúc chia tay. Trao lại những năm tháng gian khổ nơi chiến trường ác liệt cho lớp đàn em, các đồng đội còn trẻ măng của mình. Tôi được giao một nhiệm vụ mới và lạ
Lập tức, ba lô khăn gói quả mướp lên đường. Địa điểm tập kết là trường quân chính khu vực 4 ở phía nam Angkor Wat và chỉ có 3 tháng để tốt nghiệp bằng được. Khóa huấn luyện cấp tốc về các loại hỏa lực bộ binh như cối 82, PKZ-75, 82, B-40, B-41, các loại mìn cùng các kỹ năng chiến đấu và chiến thuật phòng thủ mặt đất của bộ binh. Trở lại đơn vị, tôi cùng các cộng sự ban tham mưu trung đoàn lại ôm giáo án. Hùng hục trên khắp nẻo đường dọc theo trục lộ 5 và 6, hết Bát Tam Bang rồi lại về Xiêm Diệp. Truyền đạt lại tất cả các kỹ năng chiến đấu mặt đất cho cả ba tiểu đoàn của mình. Những kiến thức bộ binh giờ đã trở nên mới mẻ hơn và đầy hào hứng với các pháo thủ phòng không. Do những biến động dồn dập ở chiến trường, hẳn các cựu binh chiến trường ca vẫn còn nhớ. Bài 1 xạ kích bộ binh giai đoạn này đã nâng cự ly từ 100 lên thành 300-350 mét. Và không dùng bia số 4 nữa, phải không ạ? Hàng loạt cuộc diễn tập xạ kích bắn đạn thật từ cối 82, B-40, B-41, M-79 đến 23 ly của Trung đoàn 594. Liên tục quậy đục hồ Paray, xáo trộn cả những cánh rừng quanh hồ một cách bất thường, báo hiệu một mùa giông bão sắp về. Ngày được chạm trán đối đầu với kẻ thù từ mặt đất của các pháo thủ phòng không đã cận kề. Tết Giáp Tý năm 1984, cái Tết thứ 5 ngoài mặt trận, cũng là cái Tết thứ 2 tôi không ăn Tết với vợ sau 1 năm rưỡi yên bề gia tất. Cũng là chuyện bình thường của con nhà lính thôi mà. Là nhà có điều kiện, ba má và vợ đều là quân nhân nên chẳng mấy ai trách cứ gì khi tôi cứ biển biệt ở chiến trường xa, nhất là vào những dịp Tết. Đó chính là điều kiện và cũng là lý do để tôi luôn nhờ các đồng đội xuất phép năm của các sĩ quan vào những dịp Tết mỗi khi được nhận phân công đến lượt mình. Tết của lính trận ở đâu cũng vậy, chiến trường nào cũng thế và chẳng bao giờ có thể khác được. Thế nhưng, việc đi phép vào dịp Tết Giáp Tý năm ấy, 1983-1984, lại có những điều ngẫu nhiên, bất thường mà chỉ khi được giao nhiệm vụ mới làm lại quyết tâm chiến đấu, phòng thủ mặt đất ở sân bay Xiêm Riệp, cũng như báo cáo diễn biến chiến đấu sau trận đánh Định Mệnh rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1984. Các cấp chỉ huy từ Bộ Tư lệnh Mặt trận đến Trung đoàn 594 mới giật mình, nhận thấy một sự khinh suất chết người, một sự mất cảm giác đến khó tin. Đó là việc đi phép Tết của Trung đoàn, cùng lúc gặp bài trùng dày dạn trận mạng, Đoàn Văn Cát, Trung đoàn trưởng và Nguyễn Quang Phượng, Trung đoàn phó tham mưu trưởng, dắt tay nhau về quê ăn Tết. Các anh đều là những sĩ quan thuộc diện mặt trận quản lý. Liệu phòng cán bộ mặt trận có cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng này mà báo cáo lên Bộ Tư lệnh không? Tương tự, ở cấp thấp hơn là việc Trung đoàn 594, cùng lúc do tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 và C trưởng C44 được đi phép Tết đúng dịp này, để một tháng sau đó địch tập kích đúng ngay vào vị trí chỉ huy của các anh. Đó là Samaki Bỏng ơi, là bài ca kết đoàn của công tác dân vận, phong trào kết nghĩa, quân với dân như cá với nước, bỗng chốc nở rộ như hoa cỏ mùa xuân khắp trung đoàn. Liên tục, nhiều cuộc gặp gỡ và sinh hoạt dân vận được triển khai rộng khắp, từ trung đoàn bộ đến các đơn vị. Vừa được thoát ra khỏi nạn diệt chủng, chính quyền và người dân vẫn còn nặng lắm lòng căm thù đối với bọn bè lũ Pol Pot, Ieng Sary và đội quân đổ tể khát máu của chúng. Đó là điều khỏi bàn. Nhưng liệu các thủ lĩnh Khmer Đỏ có bỏ qua được dịp này, một dịp may hiếm có, để cai cắm đám quân báo lão luyện của chúng trà trộn vào trong dân, tham gia các cuộc sinh hoạt dân vận này không? Đó là việc ăn Tết. Tinh thần Samaki được các đơn vị vận dụng triệt để trong 3 ngày Tết và còn giữ âm sang cả sau Tết. Tình trạng người dân được mời vào ăn Tết khá phổ biến và các đơn vị đều báo cáo lên trực ban tác chiến trung đoàn về tình hình Tết an toàn hay an toàn Tết. Trong điều kiện thiếu thốn nơi chiến trường, còn dịp tuyệt vời hơn những cuộc giao thoa văn hóa giữa bánh chưng, bánh tét với rượu và đường thốt nốt. Thậm chí, có những bòn còn được nằm nghỉ lại trận địa hàng giờ do quá xa vầng. Và trong những ngày Tết an toàn, yên ả ấy, có ai dám chắc các thông số kỹ thuật và sơ đồ hỏa lực không được ghi chép dày đặc trong sổ tay các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Pol Pot? Tại sao địch không chọn đại đội 9, tiểu đoàn 3 và đại đội 45, tiểu đoàn 1 làm mục tiêu tập kích thọc sâu vào sân bay Xiêm Riệp, nơi chúng có thể dễ dàng rút lui, tha hồ Paray hơn để thoát vào rừng sau khi hành sự thành công? Có lẽ nào chúng muốn né hướng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tiến Cạnh, một sĩ quan thông minh, quyết đoán và dày dặn kinh nghiệm chiến trường sau bao lần đi phối thuộc với bộ binh,
qua các mùa chiến dịch ở biên giới Thái Lan, Campuchia, và anh không đi phép đợt này. Tại sao địch dám liều lĩnh vượt qua hệ thống phòng thủ dày đặc từ hướng đông sân bay, quyết tập kích vào một mục tiêu cách bộ tư lệnh mặt trận 1.000 mét? Phải chăng chúng biết rõ đại đội trưởng đại đội 44 Phan Doãn Bình và đại đội trưởng đại đội 1 Nguyễn Văn Nhàn vừa đi phép chăng? Cuối cùng là có hay không, việc Pol Pot nắm rõ việc chỉ huy về quân sự trong thời điểm này là đại úy tham mưu phó trung đoàn Lê Kim Bạc, chàng thư sinh Phú Thọ mới rời học viện phòng không ra thẳng mặt trận và cầm quân được chẵn 3 tháng. Mọi câu hỏi đều được làm sáng tỏ sau trận đánh bi tráng rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1984, sau gần 30 phút đấu pháo với hai đại đội tinh nhuệ dày dạn nhất nhì của bọn Pốt, như lời khai của lũ tù binh mà các đơn vị của đoàn 7705 tóm gọn được trên đường truy kích sau trận đánh. Một trận đánh mà cho tới hàng chục năm sau vẫn không bao giờ chịu ngủ yên trong tâm trí của tôi. Gặp lại anh, chàng bạch diện tư sinh Lê Kim Bảng, chàng trai Phú Thọ ngày nào, nay đã trở thành tham mưu phó quân khu 7, từ cánh đồng chung đến mùa hè đỏ lửa Quảng Trị, rồi đến chiến trường ca đẫm máu, từ khâu đội trưởng súng máy phòng không 14-5 đến phó tham mưu trưởng quân khu 7. May mắn hơn tôi và nhiều người lính khác, anh được ăn cơm lính đến trọn đời. Vẫn mộc mạc, dung dị như một áo lính. Mỗi khi có dịp chạm mặt, chẳng bao giờ thấy anh tâm sự về những nhiệm vụ to tát của ông tham mưu phó, một trong những quân khu quan trọng bậc nhất của toàn quân. Trái lại, với anh và tôi, vẫn luôn và chỉ là những khúc rủ rỉ bất tận về cái thời năm 94 quần quận những khát vọng trưởng thành của một tuổi trẻ. Cái tuổi anh còn mới chân ướt trần giáo từ học viện phòng không về nhận quyết định tham mưu phó trung đoàn 594, và nhất là trận đánh định mệnh rạng sáng ngày 3 tháng 3 năm 1984 mà anh và tôi cùng chung một kiếp chiến đấu, cùng chung một số phận trong trận đánh để đời của mình. Trận đánh còn là một câu chuyện rất đời về những khoảng cách không hề nhỏ giữa những cuộc chiến dưới đất của lính phòng không ở chiến trường ca với những chiến lệ trong các tài liệu sách giáo khoa của nhà trường, học viện quân sự. Đó chính là khả năng vô hạn của người lính ở chiến trường. Trận đánh táo bạo của bọn Pốt và co sang mặt trận đêm ngày 2 tháng 3 năm 1984 đương nhiên đã gây ra những hậu quả khôn lường. Đồng thời, nó cũng gây cho ta sự kinh ngạc không hề nhỏ về tính bất ngờ và sự táo tợn của kẻ thù. 30 phút là quá dài để lính Pol Pot hòa tan vào bóng đêm. Sau một trận đánh thành công của chúng, đó là một trận tập kích bất thường so với thông lệ của Pot, bởi các trận đánh tương tự của chúng thường chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, trong khoảng thời gian không quá 15 phút. Chúng thường phủ đầu ngay đối phương bằng mật độ cường tập cao nhất với hỏa lực B-40, B-41, Cối-60. Nếu bộ đội ta tỏ ra yếu ớt, thì đấy chính là thời cơ để chúng tràn ngập vào trận địa và cắp xuồng tầng O, chém sạch bọn Việt Nam. Bằng không, bị đánh trả quyết liệt, chúng sẽ nhanh chóng ruột lươn, rút nhanh, trở về với màn đêm của chúng. Tất cả đều chớp nhoáng như khi chúng đến vậy. Việc bọn Pốt dám đánh trả lực lượng ứng cứu và kéo dài trận đánh đến 30 phút là một sự bất thường có ý đồ. Và nếu có những liên quan nào đó đến trận tập kích vào trung đoàn 594, sau đó gần 2 tiếng đồng hồ, thì chỉ có thể là nhằm lôi kéo sự chú ý của mặt trận vào thị xã Diêm Điệp bằng một trận đánh thành công trên cả sự mong đợi của chúng. 23 giờ 30 phút, tiếng súng từ thị xã Diêm Điệp thưa dần rồi ngưng hẳn, để lại một góc trời của biển hồ rực sáng như ban ngày. Đó cũng là thời điểm mặt trận đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Đến lượt tôi dán mắt vào kính chỉ huy TZK, nhìn ngọn lửa khổng lồ cuộn lên từ những bồn xăng trúng đạn và giật mình về sự liều lĩnh của lính Pol Pot dám đi xuyên qua thị xã như vào chỗ không người, đến mục tiêu mà hành sự. Quả thật, toàn mặt trận lúc này hầu như chỉ tập trung vào việc giải cứu kho xăng. Thậm chí, việc chữa cháy còn trở nên khó khăn gấp bội bởi các phương tiện và kỹ năng chữa cháy ngày ấy còn rất lạc hậu và thô sơ, nên sẽ còn kéo dài cho tới chiều ngày sau. Nếu coi đây chỉ là bước một, thậm chí là nhiệm vụ nghi binh cho trận đánh và mục tiêu tiếp theo là sân bay Siem Reap, sau đó 2 tiếng đồng hồ, thì quả thật bọn Pol Pot đã xây dựng được một phương án tập kích quá hoàn hảo và táo bạo cho trận đánh lớn của chúng. Sân bay Siem Reap vẫn lặng như tờ và bình yên trong tầm kiểm soát từ những chốt gác bộ binh của các pháo thủ cao xạ. 24 giờ ngày 2 tháng 3 năm 1984 đã bước sang ngày mới, thứ Bảy ngày 3 tháng 3 năm 1984. Từ bên kia Hồ Ba Ray,
hướng 14, trinh sát báo cáo có một loạt điểm xạ dài đạn vạch đường của 12 ly 7 không chủ vu vơ hỏi thăm rồi lại lặng câm, trả lại sự bình yên cho sân bay Siem Reap tới tận 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày thứ bảy, ngày bảo quản pháo đạn, vũ khí và khí tài của bộ đội phòng không. Loạt điểm xạ lẻ loi được ghi nhận là nghi binh thăm dò hỏa lực của trung đoàn 594 trong bản báo cáo diễn biến trận đánh của tôi sau này. Nhưng vào thời điểm đó, có ai nhận ra? Đúng 12 giờ 30 phút, không gian tĩnh lặng của sân bay Siem Reap bị xé toang bởi tiếng đạn cối 60 và B-40, B-41 từ hướng ngược lại. Trinh sát báo cáo địch vào hướng 12, đại đội 44 tiểu đoàn 1. Giờ thì không cần mặt trận thông báo nữa, tôi đã biết và đã hiểu cái tiểu đoàn tinh nhuệ chết tiệt ấy của bọn Pốt đã đi đâu về đâu trong những ngày, những giờ trước đó. Ngay từ buổi chiều định mệnh đó, lính Pốt đã mặc quân phục bộ đội Heng Sang Ly, chia thành từng tốp nhỏ, 5 tên, hành quân vào Siem Reap. Chúng vừa đi, vừa chào hỏi dân và còn hỏi thăm bộ đội Việt Nam đường về phi trường Siem Reap bằng tiếng Việt nữa kia. Táo bạo hơn, hai đại đội cảm tử của chúng đã tiếp cận được mục tiêu. Đại đội 44 từ cự ly 200m vào lúc 5 giờ chiều khi bộ đội ta còn đang tăng ra và đang đá bóng. Tết Giáp Tý năm 83-84, cái Tết Samaki năm ấy đã biếu không cho lũ quân báo của bọn Pốt những bản vẽ không thể chính xác hơn về sơ đồ hỏa lực của trận địa đại đội 44. Vậy nên, ngay từ loạt cối khai hỏa, chúng đã bắn rất chính xác vào hai vị trí đầu não là sở chỉ huy và nhà đại đội bộ. Loạt B-40, B-41 tiếp theo, chúng bắn trúng luôn vào nhà pháo thủ. Các chốt gác mặt đất chỉ có 4 tay súng AK nhanh chóng bị chúng áp chế và loại khỏi vòng chiến đấu ngay từ những phút đầu tiên. Đại đội phó Lê Đức đã bị trúng thương, mất khả năng chỉ huy và chiến đấu ngay từ loạt cối 60 đầu tiên của địch. Không khá gì hơn, B trưởng Nguyễn Sơn Long, trực chỉ huy và chiến sĩ thông tin Hưởng cũng bị thương ngay tại sở chỉ huy từ loạt cối đầu tiên. Hai anh em dìu nhau ra khỏi sở chỉ huy, nước mắt trộn vào máu của chính mình. Nhìn trận địa cháy ngụt ngụt mà khóc không thành tiếng cho những anh em đã hy sinh do không thoát ra được khỏi ngọn lửa thù. Các pháo thủ sống sót chỉ kịp kéo các đồng đội bị thương ra khỏi những căn nhà lá của mình đang bốc cháy dữ dội vì đạn B-40. Trên tay họ không còn vũ khí, mất chỉ huy, không còn vũ khí trên tay. Đại đội 44 như rắn mất đầu và hoàn toàn tê liệt sức chiến đấu. Chỉ cần 5 phút thôi, lính Pol Pot đã làm chủ tình hình và bắt đầu tràn ngập trận địa cùng những tiếng hét ghê rợn chô, chô của chúng vào trong đêm đen. Trận đánh diễn ra bất ngờ với tốc độ và độ chính xác cao đến khó tin. Từ sở chỉ huy trung đoàn, cách trận địa đại đội 44 chỉ có 800m theo bảng bắn của cô 82. Tham mưu phó Lê Kim Bảng yêu cầu tiểu đoàn 1 báo cáo tình hình. Tiểu đoàn phó Nghiêm Sĩ Hiền báo cáo: Pốt đánh đại đội 44 rồi, tình hình càng nghiêm trọng hơn. Khi lần thứ hai, anh hột hệt báo cáo đã mất liên lạc hoàn toàn với đại đội 44. Bộ đội rút về hết tiểu đoàn bộ chờ lệnh. Trận địa không còn ai. Pol Pot nó tràn ngập trận địa rồi Bảng ơi. Địch đã tràn vào trận địa, không thể chậm trễ. Tôi đề nghị anh Bảng chi viện ngay bằng hỏa lực cối 82, rồi rời sở chỉ huy ra trận địa, ra lệnh khai hỏa. Chỉ chờ có thế, các pháo thủ phòng không thanh thạo đã cấp tập từng series 5 phát trên phút, đạn cầu vòng rất chuyên nghiệp vào đầu thủ. Cùng lúc, tham mưu phó Bảng yêu cầu đại đội 9 tiểu đoàn 3 và đại đội 45 tiểu đoàn 1 bắn áp chế địch, yểm trợ cho đại đội 44. Từ đài trinh sát đại đội 3, giọng tiểu đoàn trưởng Nguyễn Tiến Cảnh trong đêm không lẫn đi đâu được. Anh ra lệnh cho đại đội 9 khai hỏa cùng đại đội 45 của tiểu đoàn 1. Sau loạt bắn dĩa bay đầu tiên, tiếng tét ra lệnh hiệu chỉnh pháo của đại đội trưởng Nguyễn Tiến Cảnh càng dồn dập đanh thép hơn. Hai đại đội trưởng Cần và Thiệp phải trực tiếp đứng trên thành công sự chỉ huy anh em hiệu chỉnh pháo và bật thành công sự lấy góc tạ âm. Tiếp tục đạp cò giòn giã ngay loạt thứ hai. Giờ thì không còn bóng đêm nào cho Pol Pot nữa. Sân bay sáng lòa những chớp lửa đầu nòng của pháo 37-2 nòng. Đạn vạch đường băm nát màn đêm cùng với cơn mưa đạn cố 82 cùng nhau tạo nên những tiếng sấm rền đầy uy lực làm choáng váng kẻ thù. Dàn hỏa lực ở đẳng cấp khác hẳn trận đánh vào kho xăng trước đó 2 giờ đồng hồ, cùng lúc chụp lên đầu các tiểu đoàn chết tiệt của bọn địch. Và sau này tôi mới biết là tới hai đại đội của chúng đã bị đánh bật ra khỏi đại đội 44 gần như ngay sau khi chúng tràn được vào trận địa. Bị chặn đứng ngay tại đại đội 44, không thể phát triển tiếp vào các mục tiêu tiếp theo là đường băng, sân đỗ
và nhất là sở chỉ huy và đài K5 của sân bay. Lính Post nhận ra ngay chúng đã không được tiếp đón như ở kho xăng của mặt trận, và kéo dài trận đánh thêm phút nào là tự sát ngay ở phút đó. Sự xuất hiện của hai chiếc T-54 của trung đoàn 415 do tham mưu phó 594 điều động và ra lệnh đánh thẳng vào đại đội 44 theo quyết tâm chiến đấu và phương pháp hiệp đồng giữa 9 đơn vị tham gia phòng thủ sân bay, ngay lập tức đã làm lũ giặc Post hoang mang. Chúng hiểu ngay và luôn sẽ không còn bất cứ cơ hội sống sót nào nếu cứ tiếp tục trụ lại trận địa này. Kéo lê sát nhau, chúng biến vào màn đêm gần như cùng lúc với sự xuất hiện những vệt sáng cực mạnh từ đèn pha của hai chiếc T-54 đang lực lưỡng tiến vào đại đội 44, gầm gừ điểm xạ từng loạt 12 ly 7, quét dọn từng ngóc ngách trận địa. Tiếng súng bộ binh giọt giã của đoàn 7705 và tiểu đoàn 47 trinh sát truy kích địch trên đường rút lui của chúng ở vòng ngoài khẳng định trận địa đã sạch bóng quân thủ. Không sát thương thì cũng phải phá bằng được đội hình rút lui của bọn Post. Vẫn còn nóng mặt, tôi ra lệnh bắn chuyển làn theo các phần tử cố định. Trong quyết tâm của cô 82 đã được tiểu đoàn trưởng Đoàn Văn Cát phê chuẩn ngay trước khi anh được thi phép kết, nhằm góp lửa chi viện cho anh em 7705 và tiểu đoàn 47 trinh sát của mặt trận truy kích địch. Khẩu đội trưởng Bùi Văn Tâm báo cáo: hết liều phóng rồi anh ạ. Không sao cả, lính phòng không mà. Gần như cùng một lúc với báo cáo của Tâm và lệnh dừng bắn của tham mưu phó bạn, anh ra lệnh như quát vào mặt tôi và cười. Tôi nghe rõ tiếng thở phào của anh. Anh đã làm hết sức mình trong một trận địa, dù thắng hay thua, dù được hay mất, dù khó khăn lặp lại lần thứ hai trong đời. Và tôi luôn bên anh suốt trận đánh cũng có khác gì anh đâu. Chiến địa còn vương vãi những khối thuốc nổ TNT thấm máu của bộ đội và có lẽ cả máu của bọn Post. Bị chặn đứng, không thể tấn công vào sân bay, cũng không kịp phá hủy pháo của ta. Lính Post vứt bỏ gần như tất cả bộc phá và thuốc nổ rải rác khắp trận địa. Chúng tôi không còn cơ hội cứu sống các đồng đội nằm lại trận địa. Họ đều đã chết từ ngay phút đầu tiên của trận đánh. Và nếu còn sống sót, thì bọn lính Post cũng không tha cho họ bao giờ. Đó là bản năng của bọn Post và quan thầy của chúng. Đó là bi kịch của chiến tranh, hỡi các người lính, các đồng đội của tôi. Và sở chỉ huy đại đội, tôi không còn giật mình trước cảnh tượng tan hoang của căn hầm nhỏ bé và chật chội ấy, phải hứng chọn cả chục quả lựu đạn của lính Post quăng vào. Chiếc máy vô tuyến điện 2W P109 rúm gió biến dạng thành cái tổ ong lỗ chỗ vết đạn AK. Trung đội trưởng Xuân Long quá may mắn khi kịp rút ra khỏi sở chỉ huy, ranh giới giữa sự sống và cái chết được tính bằng giây. Chàng trai Hà Nội điển trai vẫn chưa chịu chọn ngày rỗ cho mình. Chiếm lĩnh lại trận địa sau nửa giờ chiến đấu, trận đánh với đầy đủ những bi hùng mà tôi phải trải qua, có lẽ cũng là trận đánh duy nhất trong 10 năm làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn. Pol Pot dám huy động lực lượng tới cấp tiểu đoàn, thọc sâu vào hậu phương của quân tình nguyện Việt Nam. Chúng dám đánh thẳng vào một mục tiêu bậc nhất của chiến trường và cách xa căn cứ của chúng cả trăm cây số. Đây cũng là một trận tập kích có quy mô lớn và khó lường nhất, đánh vào cả hệ thống và chiến thuật phòng thủ của ta trong cuộc chiến 10 năm khi ta luôn ở thế thượng phong. Không phải bám tắt lưng địch mà đánh như các tiền bối cha chú của mình trong chiến tranh chống Mỹ. Tư tưởng chủ quan về sự bất khả xâm phạm của sân bay Siem Reap là có thật, và nó không chỉ ở riêng cấp trung đoàn 594 chúng tôi. Một trận đánh làm đau đầu các tướng lĩnh khi liên tiếp các tiểu đoàn 719, 479 và Bộ Tổng Tham mưu phải xuống nghe báo cáo viên Lê Kim Bảng, người chỉ huy trận đánh trình bày, và tôi là trợ lý tác chiến, trưởng kíp trực ban chiến đấu sở chỉ huy, người sát cánh cùng anh suốt 30 phút khói lửa trọng đại nhất cuộc đời, cũng có thể vô can và vẫn luôn sát cánh bên anh những ngày hậu chiến sau này. Sau chiến tranh, tham mưu phó của tôi trở thành tham mưu phó quân khu 7. Số vất vả cho đến khi được về làm bếp trưởng cho vợ, anh vẫn phải cày thêm chức chủ tịch cựu chiến binh quận Gò Vấp cho tới tận hôm nay. Từ chiến trường cánh Đồng Chum đến mặt trận Quảng Trị, từ học viện phòng không đến học viện lục quân, từ anh binh nhì tới tham mưu phó quân khu, vốn trận mạc của anh gấp hàng chục lần đám hậu sinh chúng tôi. Nhưng mỗi khi có dịp gặp nhau, trận đánh Tết Giáp Tý năm nào vẫn là những đề tài bất tận để anh em chúng tôi lại rủ rỉ cùng nhau. Từ nơi xa xăm ấy cho đến tận hôm nay, anh và tôi, hai trong những nhân chứng của trận đánh còn sống khỏe, vẫn vẹn nguyên những nỗi niềm của người lính trận,
Và một trong những nỗi niềm bất tử ấy chính là năng lực vô hạn của người lính. Chiến trường chính là nơi người lính thu hoạch được những bài học quý giá nhất để trưởng thành qua từng trận đánh. Những bài học không dễ gì lãnh hội được một cách đầy đủ và trọn vẹn từ các học viên, nhà trường của họ trước ngày ra trận. Những phẩm chất cao đẹp của mỗi con người đều sẽ bộc lộ ra hết nơi trận mạc, nơi ta có sự trưởng thành mạnh mẽ và được thành người nhanh chóng hơn bất cứ ở nơi đâu. Mời các bạn tiếp tục đón nghe trích đoạn hồi ký cựu chiến binh đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 733, sư đoàn 315. Đại đội 9 có hai trung đội đóng chốt, trung đội 3 ở chốt 384, còn trung đội 1 đóng chốt 416. Trung đội 2 có nhiệm vụ cảnh giới phục địch ngay ở đường ống dẫn qua Thái Lan, nằm giữa hai chốt này. Tổ phục cách xe bộ chừng một cây số. Đầu mùa khô năm 1987, Thái Lan mở cuộc tập trận Hổ Mang Vàng trên toàn tuyến ba biên bằng pháo binh và oanh tạc cơ. Pháo và bom nổ ở khắp tuyến. Khoảng giữa tháng 2 năm 1987, địch bắt đầu tham chiến bộ binh. Đơn vị chúng tôi ở C9 có chốt 416, trung đội 1 bị địch tấn công đầu tiên ở ba biên. Mở màn cho cuộc chiến tranh chốt này, địch đã ném bom tan hoang thành bình địa, không còn một gốc cây nào trên ở mỏm đồi. Vài ngày sau, địch đã ém quân. Đánh chốt này, lực lượng ban đầu, địch quân dùng một đại đội của tiểu đoàn 6 thuộc trung đoàn đặc nhiệm sư đoàn Hoàng gia Thái Lan. Ngày đầu địch nổ súng, tôi giúp Lê tấn công vào lúc 8 giờ sáng ngày 18 tháng 2 năm 1987. Cối địch bắn vào đỉnh đồi dài như mạ. Quân ta trực chiến ở tuyến thông hào 1 rất thưa, 5 đến 7 mét mới có một người. Ta chỉ dùng hỏa lực mạnh B40, B41, M79 bắn và lựu đạn nụ xòe. Trung đội 1 lúc này, chỉ huy trưởng là đồng đội Trình quê Phù Cát, lính đợt 1 năm 84. Toàn trung đội có 22 đồng chí, trong đó có 5 đồng đội: Phạm Văn Thi, Phạm Văn Boy, Phạm Văn Điếu và Phạm Văn Đắp, Phạm Văn Đinh, người dân tộc huyện Ba Tơ, và 3 đồng đội: Đinh Văn Lê, Đinh Văn Tộ và Đinh Văn Lệ, người dân tộc huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi ở trung đội này. Ngừng cối, địch tấn công dữ dội, đại liên và hỏa lực mạnh, địch bắn thẳng vào thông hào. Quân ta chỉ biết rồi lưu đạn, chứ không biết phản công. Đại liên địch vừa ngưng thì địch thổi súp lê hò reo tấn công. Quân ta phản kích bằng B40, B41 và đại liên M60. Trung liên RBD cùng với cối 82 ly dưới đại đội bắn lên chi viện nên địch chùn lại. Giao tranh khoảng 15 phút, địch im lặng và lui xuống lưng trường đồi, cách thông hào ta chừng 30 mét, rồi trụ lại để củng cố đội hình tấn công tiếp. Cối ta dập địch, không thể tấn công được nữa. Ngày đầu lính Thái đã 7 lần xung phong, không tiến nổi. Vì sự kháng cự kiên cường của quân ta, nên chúng dùng chiến thuật bám dính. Khuất là đạn bắn thẳng của ta 30 mét, vì ở mỏm đồi cong, địch ngưng chiến. Chúng đào ra thông hào, cố trụ, không lùi, và đào hào cả đêm. Lính mình thì củng cố lại thông hào, vì pháo và cối địch bắn nên đất tuột xuống. Có chỗ phải nằm bò qua, chứ lom khom thì ló gáo. 5 giờ chiều cùng ngày, đại đội phó anh Đào Ngọc Ngãi lên chốt trực tiếp chỉ huy. Đại đội trưởng Phan Văn Minh đang đi phép nên anh Ngãi đang quyền chỉ huy trưởng đại đội. Phó chính trị là anh Tín, anh Công đại đội phó cũng đang đi phép. Cả một đêm, anh em đồng đội chúng tôi ở thông hào trực chiến vì địch vẫn còn một xác chết để lại gần ra thông hào chừng 15 mét. Thỉnh thoảng anh em ném lựu đạn vì sợ địch bò lên do xác chết quá gần thông hào. 5 giờ sáng ngày 19 tháng 2, từ dưới địch nối bộc phá ống dùi lên. Anh em im lặng vì không biết là cái gì. Chỉ còn chừng 10 mét nữa là đến thông hào ta. Một đồng chí chạy báo chỉ huy. Anh Ngãi xuống bảo đồng chí nào xung phong bò ra để rút bộc phá kia. Từ phía bên trái ra thông hào, đồng đội Đắp chạy lại nói và bò luôn ra. Anh Ngãi để em. Vừa nói, Đắp vừa nhào lên thông hào, bò nhanh và rút ống bộc phá dài mười mấy mét, chạy thẳng lên mỏm đồi, nhảy vào hầm cối 60 ly của đồng đội trước quê sông Cầu. Hai khẩu đại liên của địch chĩa cánh gà hai bên, bắn teo nổ như muối giang. Anh Ngãi cho B40 bắn trả 4 quả, địch im re. 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày, pháo địch bắn vào đơn vị. C bộ chốt 384 và cả tiểu đoàn. Riêng chốt 416 không rõ sao mà pháo quên bắn. Bom thả khắp nơi cả trung đoàn bộ. 14 cao xạ thì bắn nổ rền vang, ụp khói bung lên bầu trời ba biên. 10 giờ, chốt 416 được tiểu đoàn cho lên phối thuộc,
một khẩu đội 12 ly 7 để đối phó với địch. Anh em cùng nhau đào trận địa để 12 ly 7 xuống chân đứng và ngắm tầm hướng xong. Cả trung đội vui mừng vì ta có gạt trống lớn. Đã qua một ngày giao tranh nhưng trung đội vẫn còn nguyên đội hình. Khi địch lùi xuống triền đồi vẫn còn để lại một xác lính có đeo hàm một hoa đang bị thương nặng, đang rên rỉ gần giao thông hào. Đồng đội Phạm Văn Boy, dân tộc Ba Tơ, nổ bồi, nằm im luôn. Còn ba xác ở phía dưới cách thông hào chừng 20 mét đã tử trận. Trận đầu, riêng đồng đội Đắp bắn 6 quả B-40, một quả diệt 3 tên khi xung phong co cụ. Đồng đội Đắp khi chiến đấu rất linh hoạt, anh em giáp đạn sẵn vào nòng cho Đắp bắn. Đắp chạy ngược xuôi ném lựu đạn, khi chờ đồng đội giáp đạn xong thì bắn tiếp. Đắp rất gan dạ, chiến đấu khi có lệnh bắn. Đắp là người lính có thân hình thấp, nhưng lại thích bắn B-40 và bắn rất chuẩn. Vì bỏ lại 4 xác, lính Thái lại tổ chức đội hình tấn công tiếp. Quân ta ăn cơm sớm và chuẩn bị đạn để chờ địch. 10 giờ 30 phút, cối 82 ly của ta đã phối hợp để chi viện khi địch tấn công. Địch cũng không vội, chúng chỉ cho người bò lên cột dây lấy 3 xác dưới triển chốt. Nhưng cứ mỗi lần lên thì B-40 của ta lại nổ, nên không lấy được mà chết thêm một nữa. Cứ mỗi lần như vậy là do đồng đội Đắp bắn, vì Đắp bắn rất hay. Anh em nói Đắp có tay sát địch nên nhập hết cho Đắp. 1 giờ chiều, địch phát động tấn công. Máy bay L-19 lượn vòng qua, vòng lại ở trên đầu chốt, rồi pháo dập phủ cả chốt. Anh em vào hầm trú ẩn vì pháo bắn. Địch không tấn công mà chỉ ém quân áp sát. Pháo bắn thưa dần và không bắn vào đỉnh mà chuyển sang chốt 384. Pháo ngừng, anh em đồng đội chạy ra thông hào trực chiến, thì địch đã lấy được 4 xác chết dưới triền đồi. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, hỏa lực M-60, M-72 từ dưới triền địch bắn lên theo sau là đủ các loại đồng loạt địch tấn công. Hình như địch cố chiếm chốt của ta. Của ta cũng nổ đủ các loại từ tiểu liên AK đến hỏa lực B 12-7 hạ nòng cạc đạn. Cây tre ngã rạp phát hoang trước trận địa. Có cả chi viện cối 82 ly của tiểu đoàn phối thuộc lên đóng trận địa dưới tiểu đoàn bộ. Nằm dưới bình địa cách chốt 46 đường chim bay chừng 400m và cách chốt 384 chừng 1 cây số. Quân Thái thổi súp lê hò reo tấn công làm 6 đợt, nhưng không thể tiến thêm vì sợ cối của ta dập. 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2 năm 1987, chỉ huy trung đoàn Đại úy Phan Văn Trường, trung đoàn phó, cùng trinh sát thông tin trung đoàn bộ và thượng úy Định, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 9, cùng trinh sát tiểu đoàn, có cả trung úy Tuấn quê Nghệ An, đại đội trưởng, cùng đại đội 10, cơ động lên vị trí của chúng tôi. Chỉ huy trung đoàn lên kế hoạch phản kích địch, từ đường ống dẫn qua Thái Lan, trinh sát tiểu đoàn và trung đoàn cùng chỉ huy trưởng và chỉ huy Định bám lên sườn phải của chốt 416. Đại đội 10 nằm tại chỗ dưới đường ống kéo dài đội hình đến tổ phục ngoài phẫu để chờ lệnh, nhưng không thể đánh địch được vì trinh sát bám lên phát hiện địch rất đông, khoảng một đại đội dưới triển 416 và hai đại đội đóng trại ngoài phẫu, nên rút quân về lại đại đội bộ đại đội 9 và vạch hướng phản kích tấn công địch bằng hỏa lực. Khi địch tấn công chốt 416, ta đang chờ địch tấn công chốt 416 thì phản kích. Chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn và anh em lính của đại đội 10 rút về lại đơn vị. Từ ngày 20 đến ngày 23, địch im lặng, không đánh bộ binh, tấn công chốt 416. Chúng chỉ dùng pháo bắn và máy bay ném bom vào toàn tuyến ba biên. Riêng chốt 416, thỉnh thoảng địch bắn cối và tên lửa H-12 vào đơn vị. Pháo của trung đoàn 729 của ta cũng phạt pháo địch hàng giờ. Đơn vị 14 cao xạ, sư đoàn vẫn bắn máy bay khi mỗi lần chúng bay qua ném bom. Chiều nay, ngày 23 tháng 2, tiểu đoàn có chi viện thêm cho anh em hỏa lực trên chốt 416. Vì mấy hôm nay, trên chốt có bị thương một số đồng chí đồng đội do mảnh cối địch. Khẩu đội DKZ 75 ly, đồng hương tốt quê Nha Trang, bị thương và chuyển về tuyến sau, cùng 4 đồng hương khác của trung đội 1. Trong đó, có đồng hương Phạm Văn Đắp bị thương ở lưng, bị xé ra. Anh em được chuyển xuống viện 18 từ sáng sớm, nên đồng hương Lê Đàn, quê Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, hỏa lực cối 100 của tiểu đoàn, lên thế đồng hương tốt, chỉ huy khẩu đội DKZ này. 6 giờ sáng, ngày 24 tháng 2, từ ở dưới triền đồi 416, lính Thái bắn lên chốt vài loạt đạn đại liên và chút tốc tốc mấy trái M-79 cầu vồng lên thông hào ta. Anh em đồng đội
ứng trực, sẵn sàng chiến đấu. Thì đồng đội Phạm Văn Đắp trốn viện chạy về chốt. Anh em bảo, sao Đồng Hương xuống viện về liền vậy? Đắp nói, ở dưới buồn và nhớ anh em lắm. Trên này không có mình bắn B-40. Mấy Đồng Hương thì lính Thái nó biết liền, nên mình trốn về. Đồng Hương Thành cứu thương, lính đợt 1-84, quê ở Cam Ranh. Bảo Đắp vào hầm rửa vết thương cho Đắp rồi băng lại. Thành tiêm cho Đắp một ống thuốc khỏe gì đó, rồi Đắp ăn một tép lương khô. Đắp cười nói, rồi xé tờ báo, quấn điếu thuốc dê hút và chuẩn bị gạo sấy, xé bịch cho nước vào cột miệng, cho kịp nở cương để ăn trưa. 13 giờ chiều cùng ngày, địch bắt đầu tấn công. Chúng dùng phóng lựu phát vai M62, M72 bắn lên thông hào và trận địa 12-7 dữ dội. Hỏa lực địch tấp nập bắn không ngớt. Anh em đồng đội chờ bộ binh địch tấn công mới phản chiến. Khoảng 15 phút, địch dàn hàng ngang, thổi súp lê xung phong. Chúng tiến lên chỉ còn cách thông hào chừng 20 mét vì địch quá đông và chỉ tấn công lên được từ trên bên phải hướng đông bắc của chốt này. Còn ở phía trước chốt 416, đối diện đồi 417 là dốc đứng nên chúng không triển khai tấn công bộ binh được. Hướng này ta có trận địa DKZ 75 ly để bắn khống chế đồi 417 của địch. Vì quân số ít, ta chỉ còn 16 đồng đội tại chốt. Ta toàn lực phản công. Đồng đội lê đàn DKZ nạp đạn vác vai chạy xuống tông hào của địch, đang xung phong bắn trực tiếp với địch. Anh em đồng đội dưới tông hào chỉ ngóc lên khi hỏa lực DKZ của lê đàn và B-40 của đồng đội đáp bắn. Riêng khẩu 12-7 của ta không khai hỏa được vì vài đồng đội bị thương ngay lúc đầu địch tấn công. Cối 60 ly ở trên chốt 416 bắn không liều xuống triền đồi chừng 100 mét. Tôi truyền đạt cho đồng đội trước quê ở sông Cầu bắn liên tục nhiều quả. Lúc này trên đồi nơi lính Thái và quân ta đang giao tranh nóng dàn lên, nổ vang đủ loại đạn của ta và của địch. 12-7 đã nổ rồi, cùng theo tiếng B-40 bùng bành liên tục. Tôi và Tức đang bắn cối thì Đồng Hưng Đinh Văn Tộ, người dân tộc Sơn Hà, chạy lên bảo lệnh của chỉ huy cối 60 ly ngừng bắn. Không hiểu tại sao hơn nữa, trong hầm cũng chỉ còn hơn 20 quả nữa là hết. Cối địch cũng đang phản cối ta, nổ chợt xuống triền ở phía tây nam, hướng chốt 555 nhìn qua. Tôi được gọi về hầm gặp chỉ huy. Chỉ huy ngãi viết giấy bảo tôi chạy xuống thông hào đang chiến đấu, đưa cho Đồng Hương Trình, trung đội trưởng. Tôi vội vàng cầm súng AK hai băng, cột ngược dây giày và bọc túi quần hai bên bốn trái nụ xòe và hai trái cầm tay, lom khom chạy theo thông hào xuống triền đồi. Hỏi anh em vào hầm chỉ huy trung đội đưa cho Trình. Lúc này mới biết tại sao hôm nay địch tấn công mà cối 80 ly của Đồng Hương Thanh và Đồng Hương Sương dưới đại đội bộ không chi viện như ngày đầu. Từ trưa đến giờ, địch thổi súp lê xung phong 16 đợt, nhưng ta chỉ chống lại bằng hỏa lực tại chỗ. Vì theo hợp đồng phản công, khi địch tiến lên đánh chốt khoảng 1 tiếng đồng hồ thì ta phản kích địch. Chỉ còn hơn 10 phút nữa là đúng 2 giờ thì phản kích. Anh em dưới thông hào nôn nao chờ phản kích của ta. Sau nhiều lần bẻ gãy những đợt tấn công của địch, công đầu là của Đắp. Đắp đã bắn liên tục, mỗi lần địch xung phong từ 6 đến 7 trái B-40. Anh em giáp đạn sẵn cho Đắp bắn. 2 giờ kém 5 phút, địch hò reo tấn công tiếp. Địch chuyển hướng, tập trung hướng không có hỏa lực 12-7 để tấn công ta. Địch quá đông, nhưng đạn AK, trung liên RBD, lựu đạn nụ xòe. Anh em bắn và chọi liên tục cho không ngóc đầu lên được vì đạn cầy đất. Trên thông hào khó diệt được địch. Do mỏm đồi cong nên hỏa lực B-40 chốc nòng bắn thì diệt được địch. Đồng đội Đắp chờ địch bò lên gần, liên tục bắn 9 trái B-40. Bọn địch chụt xuống. 12 ly của ta bắn không ngớt nhưng chỉ uy hiếp, chứ bắn thẳng về hướng của địch thì đạn tuột tầm sẽ bay xuống dây bộ C9. Địch dùng đại liên quét ngang, đạn cầy trên thông hào rồi bò lên lôi xác xuống. Đồng đội Đắp bị vướng một viên đạn đại liên của địch, trượt chán, rớm máu, bị đứt tĩnh mạch ở mép tai bên trái và hy sinh anh dũng. Khi anh em phát hiện thì Đắp đã ngồi tuột xuống thông hào. Đồng đội Phạm Văn Boy tiếp tục cầm khẩu B-40 lên bắn tiếp hai quả, thì cũng đúng giờ hiệp đồng, quân ta phản công địch. 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2, ta bắt đầu phản kích. Pháo binh trung đoàn 729 bắn tầm xa vào lãnh thổ Thái. Riêng pháo 105 ly bắn bao phủ ngoài phẫu trước tổ phục của trung đội 2 do thượng sĩ Nhanh đang chỉ huy chốt phục.
PKZ-75 và 12 ly 7 từ chốt 384 bắn rộng lưng qua tiền 416, nơi địch đang trụ lại tấn công ta. Cối 82 ly của đồng đội Thanh và đồng đội Sương từ đại đội bộ đại đội 9 bắn lên, nổ cách trước thông hào của anh em đang trụ giữ chừng 30 mét. Cối 100 ly từ dưới tiểu đoàn bộ tiểu đoàn 9 do đồng đội Tuấn, quê ở Tuy Hòa, cùng đề pa chi viện lên dữ dội. Địch không trụ nổi, phải tháo chạy xuống triền đồi ra hướng Phẫu. Ở đây, đại liên M60 B41 của trung đội 2 do Tượng Sĩ nhanh chặn đánh. Địch chạy toán loạn về hướng Thái. Chỉ sau hơn 20 phút phản kích, ta đã làm chủ lại thế trận. Phản kích ngưng, anh em chúng tôi tiên chốt 416 và anh em dưới đại đội bộ truy đuổi theo đến tông hào của địch. Ở đây, địch đào hào, lấy đất dồn vào bao cát. Chất thành hàng, làm tường chống đạn, nên không thể chịu nổi đợt phản kích của ta. Trong lúc ta truy đuổi trung đội 1, bị thương 3 đồng đội, Đồng Hương Sơn ở Phù Cát, lính đợt 1 năm 1986, đồng đội Trình quê Phù Cát, trung đội trưởng trung đội 1, lính đợt 1 năm 84, và Thiếu úy Hải quê Thái Bình, mới về đơn vị 2 ngày. Tất cả vì dẫm phải mìn, bị cụt chân. Ta thu được một số chiến lợi phẩm vũ khí, đạn và đồ hộp. Lính Thái vẫn còn bỏ lại rất nhiều xác chết dưới thông hào. Chúng đang chôn lấp, còn có cả nữ binh nữa. Anh em bị thương của trung đội 1 ở trên chốt 416, tất cả là 7 đồng đội. Riêng đồng đội Phạm Văn Đắp ra đi không trở lại. Đắp đã hy sinh anh dũng khi bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch. Địch phải nhiều lần khiếp sợ khi nghe B40 nổ. Đắp đã diệt và làm tiêu hao rất nhiều sinh lực của bọn địch. Khi địch tấn công, đồng đội Đắp được khiêng xuống đại đội bộ đại đội 9. Ở đây, anh em đồng đội chỉ kịp nghiêng mình im lặng để tưởng nhớ đến đồng chí cùng chung chiến hào, rồi đã chia ly mãi mãi. Đồng đội Đắp đã lập nên chiến công hào hùng của trung đội 1 đại đội 9 tiểu đoàn 9, trung đoàn 733, sư đoàn 315, đã ghi danh anh hùng của người anh em dân tộc, người dân Ba Tơ nói riêng và 52 dân tộc Việt Nam anh hùng nói chung. Đắp đã hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của quân đội tình nguyện Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giúp nước bạn Campuchia xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Phạm Văn Đắp xứng đáng là một anh hùng của lực lượng vũ trang quân đội nhân dân Việt Nam. Viết lại những trận đánh ở chiến trường ngã Ba Biên. Ba Biên, mùa khô năm 1987, chiến trường mỗi ngày thêm ác liệt. Những ngày đầu tháng 3, mùa khô với cái nắng chói chang cũng không xua tan những làn khói bụi từ đạn bom nổ tung tóe khắp chiến trường, tạo nên những áng mây màu xám kịt lờ đờ lơ lửng trên bầu trời của các chốt tiền tiêu. Nằm sâu bên đất Thái, về đêm, ở vùng núi Ba Biên nơi đây, khí hậu thay đổi lạ thường, với cái lạnh nứt môi từ nửa đêm đến sáng sớm, những cơn gió nhẹ nhẹ từ hướng đông bắc thổi qua, thêm buốt giá cả tâm hồn, xen lẫn tiếng đạn pháo tầm xa của ta và địch, bay hú ríu rít ngang trời, hòa quyện tiếng đạn pháo nổ về đêm, ầm rên càng du thêm nỗi buồn mang mắt, nỗi nhớ quê xa của những người lính trận. Anh em đồng đội chúng tôi nằm trong hầm, lại thay nhau kể chuyện quê hương. Tôi thì thường hay kể về các tiểu thuyết cho anh em nghe, để đỡ khỏi phải nhớ quê nhà. Đêm nào cũng vậy, ai có nhiệm vụ thì trực gác, ai ở hầm thì nghe tôi kể chuyện. Tôi thì thường được gác muộn hơn khi trời gần sáng, được anh em ưu tiên ở hầm kể chuyện cho anh em nghe. Nghĩ cũng thật vui về chuyện của chiến trường tháng ngày năm ấy. Vào đầu tháng 3, mùa khô năm 1987, sau khi đơn vị chúng tôi, đại đội 9 tiểu đoàn 9, trung đoàn 733, sư 315 đánh phòng ngự chốt 416 xong. Trong thời gian đánh chốt 416, tôi được đại đội phó Thiếu úy Đào Ngọc Ngãi cho lên chi viện đánh chốt này. Xong trận đánh được anh Ngãi gọi về. Trên đường xuống chốt, vừa tuột mõm đồi thì địch bắn pháo. Nghe tiếng pháo rạch xoẹt, anh Ngãi đi trước nhảy xuống hố cá nhân, được đào dọc theo đường chi viện lên chốt từ trước. Tôi đi sau cũng nhảy xuống hố. Mấy quả pháo nổ cách chúng tôi vài mét. Khi pháo nổ xong, tôi leo lên khỏi miệng hố, nghe bàn chân trái tê cứng. Thì ra, khi nhảy xuống hố, tôi dẫm vào cây trông ba chân của ta. Trông này được anh em đại đội 15 công binh của trung đoàn cõng lên chưa kịp giải làm chướng ngại vật, bị bom pháo nổ nên bay khắp nơi. Cây trông tôi dẫm phải, lũng dày, đâm vào giữa bàn chân, nhưng không thủng lên trên được, vẫn còn thừa ra vài phân. Tôi rút trông ra, rồi một mạch chạy theo anh Ngãi về tới đơn vị. Nghĩ cũng đơn giản, nên ở đơn vị có y tá Nguyễn Xuân Quang chăm sóc vết thương. 3-4 hôm thì liền ra mặt, đi đứng lại bình thường. Hơn 10 ngày sau,
thì bàn chân tôi lại sưng phù lên. Do tôi đi nhiều, về đêm lại bứt rứt, nghe nhói nhói. Lục đội quang y tá viết cho tôi giấy giới thiệu xuống bệnh viện 18 của trung đoàn để kiểm tra. Sáng ra, tôi mang ba lô về viện trung đoàn. Tới nơi, được bác sĩ mổ lại ngay vết thương bị trông đâm. Thì ra, bên trong đã làm mủ. Bác sĩ rạch vết thương rồi nhét gạc và lôi ra. Đến lần thứ ba thì lôi ra cả cục cao su dày màu đen nhỏ bằng hạt cát. Bác sĩ gắp chút cao su dày rồi nói, do nó nên bông mủ. Tốt rồi, đồng chí nhập viện vài ngày rồi về thôi. Tôi nói, dạ em cảm ơn bác sĩ, cho em về chốt vì chân em nhẹ lắm rồi. Về đơn vị có y tá sẽ mau lành thôi. Bác sĩ liền đồng ý. Trên đường về đơn vị, qua tới sân bóng đá của trung đoàn bộ, đang đi thì một chiếc A-37 và hai chiếc F máy bay ném bom từ hướng Thái Lan chạy qua. Chân mới mổ nên đi chậm vì hơi đau. Máy bay qua, nhìn thấy anh em lính trung đoàn bộ láo nháo chạy xuống hầm. Tôi đứng im nhìn quanh, hướng nhà chỉ huy trung đoàn bộ, nhìn thấy một đồng chí vừa nhảy xuống hầm. Tôi đã thấy hầm ở gần nhất nên cũng thấy yên tâm. Hai chiếc F từ hướng Thái bay sang, bổ nhào hướng trên đầu chuối xuống. Tôi chạy như bay, chân cũng không nghe đau nữa. Một mạch nhảy xuống căn hầm. Trong hầm, nghe tiếng bom nổ rung chuyển cả mặt đất. Bom nổ xong, nhìn trong hầm có 6 người. Có một sĩ quan lớn tuổi. Ông hỏi tôi, đồng chí từ đâu đến đây? Nhìn ông, tôi biết ngay là sĩ quan nên vội thưa, dạ, em đi bệnh viện về. Đến sân bóng đá trung đoàn thì máy bay ném bom nên em chạy xuống hầm luôn. Ông hỏi tiếp, sao đồng chí biết ở đây có hầm? Dạ, em thấy có một đồng chí nãy nhảy xuống nên em chạy theo nhảy luôn. Ông cười và hỏi tôi, thế đồng chí ở đơn vị nào? Dạ, em ở C9D9, đóng chốt 416 và 384. Ông vỗ vai tôi, vậy à? Ông lại hỏi tiếp, ở trên đó anh em có khỏe không? Có thiếu thốn gì không em? Ông hỏi câu này, tôi nghĩ ông là chỉ huy cấp trên rồi. Dạ, cảm ơn tù trưởng, anh em vẫn khỏe luôn. Tôi nói tiếp, trên đó tụi em vẫn cải thiện, nhưng chỉ thiếu thuốc thôi. Ông nói vậy à? Thôi, cứ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này cũng đã quá trưa, mọi người lên khỏi hầm, thì thông tin nghe được máy bay địch ném bom bệnh viện 18 và đơn vị đại đội 19 vận tải của trung đoàn, chưa biết thiệt hại ra sao. Cũng việc vô tình núp bom mà tôi được ăn cơm trưa với thủ trưởng trung đoàn. Cũng vô tình, tôi gặp thằng bạn quê Thuận Hải cùng huấn luyện chung một đại đội, là thằng bạn nhập ngũ cùng đợt năm 1986. Nó ở huyện Hàm Tân, còn tôi thì ở Đức Linh, trung tỉnh Thuận Hải. Lúc ra khỏi hầm thì tôi mới biết, người lính già hỏi chuyện với tôi ở trong hầm là thủ trưởng chỉ huy phó trung đoàn. Ông là đại úy trường, tôi đã gặp ông một lần trong trận đánh đồi 387. Có một thủ trưởng nữa tôi chưa biết tên, một anh trợ lý tác chiến trung đoàn và ba đồng đội khác. Trong đó có thằng bạn đi lính cùng quê, cùng đợt với tôi. Nó là Nguyễn Hiệp. Tôi và Hiệp cùng mọi người ăn cơm xong, hai chúng tôi gặp nhau trong thời khắc chiến trường đang lửa đạn. Tâm sự mới biết, khi mới qua chiến trường, Hiệp được biên chế vào tiểu đoàn 15 công binh của sư 315. Khi đơn vị được công tác lên ba biên, lúc rút về, Hiệp xin được ở lại chiến trường. Hiện đang ở với chỉ huy trung đoàn trong thời gian chờ biên chế về đơn vị mới. Nghe Hiệp nói, tôi bảo Hiệp xin về đơn vị tôi cho có đồng hương đồng khói. Nhìn vẻ mặt Hiệp hớn hở rất vui, tôi cũng thấy vui cùng Hiệp. Chỉ huy trung đoàn thấy chúng tôi chuyện trò thân mật, thủ trưởng trường gọi vào hỏi. Tôi trình bày câu chuyện lúc vào quân ngũ và biết nhau của hai đứa. Luôn miệng Hiệp xin về đơn vị tôi, đại đội 9 tiểu đoàn 9. Chỉ huy trung đoàn chấp thuận cho Hiệp vì Hiệp cũng đã ở đây 4 ngày rồi. Trợ lý trung đoàn viết giấy cho Hiệp về tiểu đoàn 9 chúng tôi. Nhận lệnh, Hiệp hối tôi cùng về đơn vị, chào thủ trưởng trung đoàn. Tôi dẫn Hiệp về đơn vị. Thủ trưởng trường gọi đồng chí cần vụ, lấy cho tôi một cục thuốc dê gói và giấy báo to. Mừng quá, tôi cảm ơn thủ trưởng. Hai đứa cùng nhau về đơn vị. Đi đường trong, qua suối, leo dốc lên đến đại đội 14, cao xạ 12-7 của trung đoàn. Ra khỏi đơn vị gặp đường biên, đi hơn 100 mét là đến ngã ba. Đường đi thẳng xuống hướng tiểu đoàn 7. Chúng tôi ghé trái đường qua phẫu, ở đây về tới tiểu đoàn 9 chừng một cây số. Tới tiểu đoàn bộ, tôi dẫn Nguyễn Hiệp vào nhà chỉ huy tiểu đoàn. Ở đây gặp anh Ngô Thanh Định tiểu đoàn phó. Hiệp đưa giấy cho anh Định và tôi cũng chia tay Hiệp ở đây, đi tiếp về đơn vị. Sáng hôm sau, thiếu úy Đào Ngọc Ngãi đi giao ban tiểu đoàn về. Đi sau là thằng bạn, người đồng đội tôi. Nguyễn Hiệp được biên chế về đơn vị tôi tại đội 9. Kể từ ngày Hiệp về đơn vị đến nay, hơn một tuần rồi,
nhưng vẫn chưa được biên chế vào bộ phận nào. Hiện Hiệp ở cùng chỉ huy hầm đại đội. Có lần Hiệp xuống suối, phía dưới hầm nuôi quân để tắm giặt cùng tôi. Hiệp hỏi tôi, đưa ra tổ phục có xa không Đồng Hương? Ngoài đó có lính Thái Lan không? Tôi nói, ngoài tổ phục, địch cắm trại cách tổ phục của ta hơn 30 mét đó Đồng Hương. Ra đó thèm thuốc, hút cũng phải nhịn. Chứ hút sợ nó nghe mùi, chỉ nói chuyện thì thầm hoặc im re cả ngày luôn đó. Hiệp nói, vậy sao? Hôm nào Đồng Hương đi đưa cơm, mình sẽ xin đại đội đi ra cho biết. Hiệp im một lát, lại nói tiếp, mình có ông chú là thiếu tá điều hành máy bay ở Bangkok. Tôi, vậy hả Đồng Hương? Tôi cũng rất vô tư về việc Hiệp kể về ông chú của Hiệp, vì tôi cũng có ông chú tị nạn định cư ở Úc. Qua câu chuyện tắm suối, 4 hôm sau, đến lượt tôi đưa cơm ra tổ phục, trung đội 2 ngoài phẫu. Hiệp xin chỉ huy đơn vị cùng đi với tôi. Hiệp được đồng đội Lê Văn Trại, quê ở Sông Cầu, cấp súng, đạn, đủ cơ số cùng tôi ra tổ phục. Nhìn thấy Hiệp vẻ mặt rạng ngời sao ấy, tôi nghĩ bụng, sao hắn ra chỗ để xông trận mà nhìn như được đi phép vậy? Tôi và nó cùng ra tổ phục. Đến nơi, nhảy xuống thông hào, tôi giới thiệu nó với trung đội trưởng, thượng sĩ Phù Trung Nhanh. Anh Nhanh bắt tay với nó, đưa cơm đến nơi. Hiệp xin anh Nhanh được ở lại tổ phục. Thật trùng hợp, ngoài tổ phục, đồng đội Bình, quê Tuy An bị sốt rét, nên Hiệp được trung trưởng Nhanh đồng ý cho ở lại. Thế đồng đội Bình vô đơn vị, Bình trở vào đơn vị cùng tôi. 4 giờ sáng hôm sau, tổ phục lại có anh em đồng đội ra thay ca phục. Anh em vào mà không thấy Hiệp. Tôi hỏi thăm, anh em nói Đồng Hương Hiệp xin ở lại. Tôi nghĩ bụng, chắc gặp trận hắn cũng cực lắm. 2 giờ chiều cùng ngày, ngoài tổ phục nghe bắn mấy loạt đạn AR của Thái. Cùng lúc, trung trưởng Nhanh gọi vào chỉ huy đại đội báo, đồng chí Hiệp thu đồ cổ bị địch bắn, hiện đã mất tích. Chỉ huy đại đội chưa báo lên vì chưa xác minh thông tin chính xác. Buổi chiều, đồng đội Lực nuôi quân quê Tuy Hòa vào lại đơn vị mới biết ngọn ngành vụ việc. Buổi trưa, Hiệp bảo anh em yên trí nghỉ ngơi, phân cảnh giới Hiệp nhận trực. Trước đó, vào buổi sáng, Hiệp có xin trung trưởng Nhanh cho Hiệp bò ra lấy cái mũ kết bi của lính biệt kích Thái. Cái mũ nằm cách ổ phục của ta gần 20 mét, anh Nhanh không cho. Buổi chiều, lại khi trực canh, anh em chủ quan nghỉ ngơi, Hiệp bò đi. Khi mọi người phát hiện thì cũng đã hơn 20 mét rồi. Hơn nữa, lại nghĩ Hiệp bò ra thu đồ cổ. Đến lúc nhìn thấy Hiệp lấy trong người ra cái áo thun trắng móc vào lưỡi lê đầu nòng súng tiểu liên AK, mới phát hiện hắn bỏ ta về phía địch. Sau đó hắn đứng lên chạy thẳng qua hướng Thái Lan. Vài phút sau, mấy loạt đạn AR nổ vang, ai cũng nghĩ hắn đã chết. Hắn đã phản bội tổ quốc, bỏ đồng đội qua phía địch được vài hôm. Hàng ngày máy bay L-19 từ trên cao lượn vòng giải truyền đơn, anh em lượm được có hình ảnh của hắn chụp chung với lính Thái cùng với mấy em nữ binh. Truyền đơn giải khắp nơi ở vùng núi chiến trường Ba Biên. Rồi giọng nói của hắn từ trên máy bay L-19 vọng xuống, kêu gọi lính ta bỏ ngũ, vượt biên qua Thái. Thì muốn định cư ở bất kỳ quốc gia nào thì chính phủ Thái Lan sẽ lo cho. Sau vụ đó, Nguyễn Hiệp phản quốc vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 3 mùa khô năm 1987. Bom pháo địch dập vào đơn vị trung đoàn bộ, tiểu đoàn bộ 9 và đơn vị đại đội 9 chúng tôi. Ở ngoài tổ phục thì pháo dập cây cối tả tơi. Tôi được chỉ huy trung đoàn gọi xuống làm việc mấy ngày liền, nhưng không sao. Sau đó, mười mấy ngày thì đơn vị cả tiểu đoàn 9 chúng tôi bàn giao địa hình cho tiểu đoàn 8 cùng trung đoàn 733 sư 315.